trời, nắng vẫn còn gầm xuyên đến với đời. Thì anh ơi xin người chớ lo vì cuộc đời còn bao nắng ấm. Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biên chiều, nước vẫn còn một màu xanh đính thôi nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi, chưa hỏi về biển. Xin được gửi tới toàn thể các cụ, các ông, các bà cùng tất cả quý vị khách quý gần xa cũng như khối đồng nghiệp của em Văn Huân lời chúc mừng và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, và ngày mai, ngày 15 tháng 12 năm 2021, ngày 12 tháng 11 năm Tân Sửu, là ngày long trọng tổ chức chương trình lễ thành hôn cho chú rể Văn Huân sánh duyên cùng cô dâu Thúy Hằng, và được đón nhận những tình cảm của tất cả quý cụ, quý ông, quý bà cũng như toàn thể các quý vị khách quý đã cùng dành những tình cảm về chung chia niềm vui và tham dự với chương trình tiệc mừng thân mật cùng gia đình trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính mời các khách quý chúng ta tiếp tục nâng ly rượu mừng cùng tham dự bữa tiệc, cũng như xin mời quý vị khách quý sau khi dùng tiệc chúng ta nán lại tại phòng mừng để cùng mời nước mời trà chung vui với chương trình giao lưu văn nghệ của chú rể Văn Huân sẽ trở về sân khấu để gửi tới ca khúc đầu tiên trong buổi tối hôm nay. Xin quý vị dành cho tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Huê một tràng pháo tay thật lớn. Để quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào thân thiết nhất. Và những quý vị chúng ta còn đang dùng tiệc thì Minh Huê xin phép được chúc quan tâm đến quý vị có một bữa tiệc thật ngon miệng. Và ngay sau đây để chúc mừng hạnh phúc cho hai em trong ngày mai, và Minh Huê xin phép được gửi tới toàn thể quý vị một không khí của mùa Giáng sinh đang đến rất gần đối với người Công giáo của chúng ta. Vâng, và Minh Huê xin phép được gửi tới toàn thể quý vị ca khúc Đi Tìm Chúa Tôi. Xin quý vị cùng đón nghe. Lấp lánh soi sáng nơi hàng đường, đòn tinh tinh đòn đến cùng đời, nắm tay ta qua bao ước mơ. Ta có nắng chào ngày vui đi chung chung gió ngân xa, nụ cười thắm tươi trên môi bao người. Mẹ biết tôi trai chỉ sợ gọi vừa bóng
đất lên soi sáng nơi hàng người. Đò đinh đinh đò đến từng người nắm tay ta gọi vào ước mơ. Ta ca hát ca trang ngày vui tiếng chuông trong gió xa. Nụ cười thắm tươi trên môi bao người. Và tiếp ngay sau đây ấy, thì xin phép toàn thể quý vị là Minh Huê xin phép được mời em Thu Trang ạ cùng tiếp tục đồng hành với Minh Huê trên sân khấu rất là lung linh và huyền diệu trong buổi tối ngày hôm nay. Thành phố trẻ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quý vị dành cho tiếng hát của nữ ca sĩ Minh Huê và nữ ca sĩ Thu Trang. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, vâng, chú rể Văn Huân, vâng, của gia đình ông bà Trùm, thì trong lĩnh vực nghề nghiệp, trong lĩnh vực hoạt động nghệ thuật, thì chú rể Huân là một người em, vâng, của rất nhiều các chú, các cô, các anh, các chị, vâng, hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, cùng về chung vui và chúc mừng trong ngày vui hôm nay. Và chúng tôi muốn cảm ơn tới tất cả quý vị khách quý, các cụ, công, các bà, đặc biệt là các cô chú, các anh chị, đồng nghiệp của em Huân, cũng đã dành những tình cảm rất tuyệt vời. Và đặc biệt là trong buổi tối hôm nay, thì mọi người chúng ta cũng sẽ dành những ca khúc ý nghĩa nhất để chúc cho Văn Huân cũng như Thúy Hằng có một cuộc sống được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thêm. Và thưa quý vị, tranh thủ trong khoảng thời gian, các vị khách quý, các anh em đồng nghiệp, các bạn thân của chú rể, vâng, còn đang chuẩn bị những ca khúc để đăng ký trở về với chương trình, thì tranh thủ cho phép MC cũng được tranh thủ gửi tặng một ca khúc, bởi chỉ một ít phút nữa thôi thì list danh sách của chương trình văn nghệ sẽ là rất dày. Và quý vị nào, vâng, có nhã ý muốn lên sân khấu thì chúng tôi cũng đề nghị tất cả quý vị chúng ta sẽ đăng ký sớm. Và cũng kính đề nghị tới tất cả các khách quý của gia đình là chúng ta sử dụng điện thoại di động của mình, chúng ta có thể quay, chúng ta có thể chụp, nhưng cũng kính đề nghị tới tất cả quý vị là chúng ta không live stream để cho chương trình văn nghệ được thành công. Và sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, các khúc có tựa đề Điều Giản Dị. Trân trọng kính mời quý vị. Người hạt nắng đua nhẹ trên áo, đôi môi em nồng nàn cất cao, mặt em vơi vơi lấp lánh trời cao. Anh mong em yêu dừng gầy chút rời lá, gió chiều bỗng chợt sao xuyến trái tim tôi. Đất hoa hoang vu
Anh của em Huân, đó là anh DJ Khả Tuyền. Vâng ạ, anh DJ Khả Tuyền là một giọng ca rất là tuyệt vời và đặc biệt là rất là dí dỏm, hài hước, đặc biệt là rất là quý trọng em Huân trong chương trình hôm nay. Thì xin mời anh Tuyền, vâng, sẽ trở về sân khấu để gửi tới tất cả các quý vị khách quý cũng như chúc mừng cho hạnh phúc của em Huân và em Hằng. Xin mời anh. Xin cảm ơn ban tổ chức ạ. Vâng, tôi phải lên trước cao nhất ạ. Kính thưa quý vị, khi anh Trung anh nhá giới thiệu em thì em đang ở trong phòng cưới của Huân. Em anh Tuân, anh Tuân ở bên Hải Vân Hải Hậu đang ở nghiên cứu cái phòng cưới xem là chương trình mai như thế nào. Và không phải để mọi người phải chờ đợi lâu thì dòng ca làm nức nở muôn triệu con tim của Khả Tuyền xin được trân trọng gửi lời chào tất cả quý vị ạ. Xin quý vị cho Khả Tuyền một ban nhạc một tràng vỗ tay được không ạ? Ok. Cho Khả Tuyền quảng cáo một xíu. Ngày vui hạnh phúc trăm năm của Huân ấy, thì không thể thiếu là cái không gian như này là của Trung. Và âm thanh thì của ông Đỉnh. Và ánh sáng của Trần Tuấn. Và người chỉ đạo Prosoman đó là anh Phạm Luyến. Vâng, đến từ quê hương Xuân Trường. Và ca khúc đầu tiên xin được trân trọng gửi tới tất cả quý vị ca khúc được mang tên Không Cần Phải Hứa Đâu Em. Còn lại những giây phút nghẹn ngào, giờ được ấm êm anh trao lời yêu, vì nơi yêu đó sẽ mãi soi ấm cho tâm hồn anh. Đường em đi hôm nay sẽ vắng bóng anh đi cùng, chẳng còn những tiếng nói hàng chuyện trò về đêm. Giờ mình phải chia tay trong nước mắt. Một lần sau cuối xin tiễn người đi về nơi chốn xa xôi. Vì con tim anh yêu em nên sẽ không cần phải hứa đâu em. Ước ao một giây buồn nào được vây anh.
nay sẽ mang bóng anh đi cùng. Chẳng còn những tiếng nói hàng chuyện trò bên em. Giờ còn ai đấy như muôn ban đầu. Giờ mình phải chia tay trao nước mắt một lần sau cuối. Hôn bài ổ đơn C thì ngày mai là em là có công việc rồi sẽ có thể có và có thể không, và em sẽ hát tặng Huân bài ổ đơn C và em sẽ solo luôn đấy. Xin ban nhạc cho điệu cha 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 và giọng La Trưởng, xin quý vị cùng cho cả team một tràng vỗ tay ạ. Vâng. Sự hiện diện của tất cả khách quý trong chương trình hôm nay, xin được trân trọng đón mời bạn Vương. Nhưng ngày nào cười tình đầu
này. Xin được trân trọng cảm ơn tiếng hát. Chúng tôi xin được trân trọng đón mời các khách quý. Chúng ta cùng chung vui mời trà mời nước, cùng nâng ly rượu mừng và sẽ cùng đến với một giọng ca tiếp theo. Giọng ca này là một người anh đồng nghiệp tới từ quê hương Sao Yến của chú rể Văn Hân. Vâng ạ, chúng tôi xin được trân trọng đón mời tiếng hát của anh Đức Duy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đôi ta như muôn bài thơ, cùng nghe một chữ thơ thơ thơ. Một người đồng nghiệp, một người anh của chú rể tới từ quê hương Giao Yến. Từ ban đầu chương trình đến giờ thì chúng tôi đã đón mời tất cả quý vị thưởng thức rất nhiều những giọng ca của các anh chị em trong lĩnh vực nghệ thuật của huyện nhà, huyện Giao Thủy chúng ta. Và không thể không nhắc tới những anh chị, cô chú, đồng nghiệp tới từ các huyện bạn, tới từ Hải Hậu và Xuân Trường. Vâng ạ. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu tiếng hát của anh Đạo tới từ quê hương Xuân Trường. Và xin mời tiếng hát của anh Thang tới từ quê hương Hải Hậu sẽ cùng lên sân khấu để cùng gửi tới gia đình cũng như tất cả quý vị khách quý ca khúc trong chương trình buổi tối hôm nay. Xin quý vị chúng ta dành cho giọng ca của những người anh đồng nghiệp tới từ hai huyện Xuân Trường và Hải Hậu sẽ cùng lên sân khấu ạ. Hôm nay thì đồng chí Đạo hát một bài là chúc mừng hạnh phúc cho hai đồng chí. Và con tim đã vui trở lại. Nhớ ra hát bài khác sao? Cũng được. Ok. Ok đi. Nhưng mà thấy rằng là hôm nay rất vui. Chúc cho hai đồng chí nhà mình chúc mừng hạnh phúc hai bạn nhá. Bạn Huân đâu rồi? Huân ơi! Huân đâu? Không thấy mặt Huân đâu. Tìm một con đường, tìm một con đường, tìm một lối đi, tìm một lối đi. Ngày qua ngày, đời yêu mất đi, lạc lối niềm tin, sống không ngày mai, sống quên không ai cần ai, cứ vui cho tròn. Hôm nay rồi cuộc vui mọi người bước đi một mình tôi về nhiều lần nước mi chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai gió tan ban đêm ngủ tôi cho tôi biết đời oh.
bước đi. Tìm tôi về, nhiều người bước đi. Chờ tình yêu đến trong ánh lắm mắt xóa tan ban đêm mù tối. Giờ tôi bên đôi tâm ơn thành một người mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dương cầm trong căn nhà nhỏ. Tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông. Ta còn em một màu xanh thời gian. Đừng chiều phai tóc em bay. Nào nào. Người nghệ sĩ lang thang ngoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Người nghệ sĩ lang thang ngoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, một con đường. Kính thưa quý vị, vâng, và tiếp nối với chương trình văn nghệ sau đây, chúng tôi xin được trân trọng đón mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Yvo Tơ So, và ca khúc có tựa đề Đôi Chân Trần sẽ được gửi qua tiếng hát của anh Nhất Sinh. Vâng, một người con của quê hương Sa Châu, một người đồng nghiệp của chú rể, xin được trân trọng giới thiệu và đón mời tiếng hát của anh Sinh sẽ lên sân khấu. Vâng, ngày xưa ấy thì thú thật với quý ông bà, quý anh chị là con chơi thân với chú bạn Huân. Ngày xưa thì bạn Huân, bạn ấy còn đang tuổi học trò, bạn bảo bạn sợ nhất là bố. Nhưng cách đây nửa tháng bạn đi mời khách mời, bạn bảo sợ nhất bây giờ chuyển sang là vợ. Thôi xin gửi tới quý hồ hôn bài hát Đôi Chân Trần. Đôi tay người từ Hà Nội cho con đưa đói qua đêm, tôi muốn quên đi đôi chân trần. Cha đi đường từng hàn thông cho con một bữa cơm chiều. Ơi ngày tháng đôi vai gầy xuân xuân từ bao hàng cây. Cha đi giữa rừng hoang luôn, lưng cha chưa đôi lăn gầy, ôi tóc bạc từ trắng xóa cả cuộc đời và cả một đời. Đôi chân trần cho con đưa đón qua đêm, tôi muốn quên đi đôi chân trần. Cha đi đường từng hạt thóc cho con một bữa cơm chiều. Thank you.
thương tôi vào hàng cờ nhé. Thank you.
was loved in one open shade. Oh, the way we go, now we on the way. On the boat highway, walking in it to ride. What fun it is to ride and see the light in some fly. Khúc được mang tên 60 năm cuộc đời ạ. Em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời 20 năm đầu
sung sướng không bao lâu. 20 năm sau thỏ vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Em ơi có bao điều 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu sung sướng không bao lâu. 20 năm sau thỏ vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Vâng, kính thưa quý vị, thật ra là con thì hôm nay thì đúng ra thì cũng không được mời đâu, nhưng mà thấy là cũng nghe là hôm nay ở bên này có cỗ nên con cũng xin là bám càng vợ con thì cũng sang đây cũng giao lưu, vì đã chót ăn rồi nên là mình cũng phải gọi là phải làm việc, và làm việc ở đây là gì ạ? Con xin gửi tới tất cả quý vị một ca khúc để chúc mừng cho em Văn Huân và em Thúy Hằng, con cũng trải qua, chúng ta đang ở trong cái thời kỳ dịch bệnh Covid, nó đã lấy đi rất là nhiều thứ của chúng ta. Nhưng ngày hôm nay thì con cũng mong là cái niềm vui này sẽ luôn được trọn vẹn đối với cả Văn Huân và Thúy Hằng. Và cũng cầu chúc cho quý vị được có một đêm bình an và sẽ bình an từ giờ cho đến mãi mai sau. Và con bối rối quá, lâu con không lên sân khấu ạ. Con xin cảm ơn ạ. Con thì bài hát này thì con thực ra là con cũng không thuộc lời nên con xin phép được hát bằng phải xem bằng điện thoại. Dạ, xin cảm ơn ạ. Ngày có như một hướng gì không ai yêu thương, vì tình yêu những đứa trẻ con đời luôn ngã mang so nghiêng đôi tay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, sau tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy, thì đã xa nhau là mắt thôi.
thương cô đơn. Mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua đã lớn. Gió như bước chân thương người làm mệt. Câu chuyện ta rất xa xôi. Nhưng hy vọng là cũng mang lại cho quý vị một không gian âm nhạc cùng với tất cả các anh chị em nhạc công ở đây ạ. Xin phép được dành tặng cho quý vị một ca khúc sôi động hơn. Ca khúc Có Chàng Trai Viết Trên Cây đã làm cho không hôn trời ngày hôm nay hơi lắng đọng một chút đúng không ạ? Với một câu chuyện khá là buồn. Em nhờ anh em ban nhạc ạ, sẽ giúp em với cả chị Thảo những ca khúc vui vui một chút ạ. Mở đầu bằng nhạc phẩm Vùng Trời Bình Yên đi được không ạ? Hết bao nhiêu tiền em sẽ trả ạ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.